Tại sao bây giờ có nhiều anh vẫn hỏi Phương có bao giờ em ăn kem không nhỉ? Cái chuyện ăn kem bây giờ là một cái chuyện vô cùng bình thường, nó vô cùng cần thiết trong mỗi cuộc yêu. Ăn kem á, là phải chuyện gì xấu đâu mà anh lại hỏi một cách gọi là kỳ quặc đến như thế nhỉ? Bây giờ trong cuộc yêu á, lên giường mà đàn ông không được chị em phụ nữ ăn kem thì nó mới là cái vấn đề đấy. Nó mới là cái chuyện để bàn, để nói. Chứ còn ăn kem, ăn một cách đam mê thì lại tuyệt vời lắm luôn, đúng không ạ? Em biết được rằng nhá, đàn ông á, thì có rất là nhiều huyệt yêu, những nơi mà chị em cần phụ nữ á, dùng tay để dùng lưỡi và dùng môi để kích hoạt, đúng không? Và khi mà ăn kem thì có nhiều chị em á, thì ăn vô cùng nhiệt tình, ăn đam mê, ăn tận tâm vô cùng. Không những là ăn cái lúc mà các anh nằm, các anh đứng thì chị em cũng ngồi, anh đứng thì chị em quỳ, anh nằm thì họ quỳ ăn, đúng không? Hoặc là nằm theo. Trời ơi, thật ra thì có rất nhiều tư thế làm sao để tạo cảm xúc cho cả hai. Khi mà chị em phụ nữ tạo được cảm xúc cho đàn ông thì lúc đấy á, đến cái lượt các anh trai úp mặt vào sông quê, đến cái lượt các anh trai mương máng cho mình, thì chị em phụ nữ chỉ là những người mà có lợi thôi, chỉ là những người mà kiểu gọi là cực kỳ là hạnh phúc, cực kỳ là happy. Tại sao lại có những người đàn ông lại tâm lý như thế, họ lại chiều chuộng mình đến như thế, đúng không ạ? Có bao giờ các chị em phụ nữ cảm thấy là cái lúc mà họ úp mặt vào sông quê á, khiến cho mình gọi là phải nức lên? Thế thì tại sao chúng ta lại không ăn kem một cách tận tâm, một cách đam mê, ăn không phải là vì cái nghĩa vụ, thì các anh trai sẽ cảm thấy rất là cảm kích. Lúc mà họ yêu thì họ sẽ đẩy mình làm sao cho mình lên tới nóc được. Chỉ có chúng ta là những người có lợi thôi, không bao giờ thiệt cả. Các anh trai đã là người rất là cố gắng để có được một cuộc yêu hoàn hảo, tạo được một cuộc mây mưa kinh điển, rồi tạo được cái cảm xúc nó cực kỳ hấp dẫn trong cuộc yêu cho chị em phụ nữ. Người bạn tình của mình ý, có thể là thăng hoa hơn. Thế thì thời gian yêu nó cũng phải được gọi là đảm bảo. Anh trai nào mà chỉ được có 2-3 phút, nhớ là cái khắc phục cái độ nhạy cảm ở đầu cậu em trai bằng việc đó là dùng cái cao xịt axit của bên nhà em Phương nhé. Xịt vào trước cuộc yêu thì các anh sẽ có cái cảm giác đó là tê tê tưng tửng. Khi mà tê tê tưng tửng rồi thì mình đưa vào trong mình nướng củ khoai, nó không còn nhạy cảm nữa. Nó có thể giúp anh em kéo dài thời gian yêu theo mong muốn của mình, đang 2-3 phút, ngay lập tức lên được từ 15 cho đến 40 phút mà vẫn giữ nguyên cái cảm giác sướng của mình nhé. Cần hỗ trợ thì hãy liên hệ theo số hotline hoặc nhắn tin vào page cho em Phương để được tư vấn bảo mật nhé.